Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp bền vững là mấu chốt đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, trong đó lĩnh vực chăn nuôi đóng vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng và phát triển ở Việt Nam. Hiện nay, ngành chăn nuôi của Việt Nam góp phần không nhỏ trong việc trực tiếp đạt được 10 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trong đó định hướng rõ các bước phát triển nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển sinh kế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này, mời quý vị cùng nhìn lại những thành quả của ngành chăn nuôi Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu này và những kế hoạch của ngành chăn nuôi Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Và xin trân trọng giới thiệu với quý vị một vị khách mời có mặt trong chương trình ngày hôm nay, Tiến sĩ Ngô Thị Kim Cúc, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin cảm ơn Tiến sĩ Ngô Thị Kim Cúc đã đến tham dự chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Và thưa quý vị, đầu tiên thì xin kính mời quý vị cùng với Tiến sĩ Ngô Thị Kim Cúc sẽ theo dõi phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái với 100% số dân là người Mông, là một trong số 64 huyện nghèo được nhà nước hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo chương trình 30A. Trước đây, hầu hết các hộ dân chỉ sống phụ thuộc vào cây lúa, cây ngô, thì từ ngày chuyển sang nuôi lợn, thu nhập của người dân cao hơn nhiều, từ 30 đến 40 triệu đồng một năm. Ngày trước thì khó khăn, bây giờ được xã với các chị trong hội phụ nữ hướng dẫn để nuôi đàn lợn lớn hơn, cuộc sống đỡ khó khăn rồi. Hàng tháng đi sinh hoạt với hội phụ nữ xã thì được biết thêm nhiều điều. Tôi mong bà con trong bản sẽ được giúp đỡ nhiều hơn để sản xuất tốt hơn. Con cái mình sẽ được học hành đầy đủ. Mô hình kết hợp cho vay chăn nuôi là cách làm cho cần câu chứ không cho con cá. Do đó sẽ giúp cho các gia đình thoát nghèo bền vững, tránh tái nghèo. Cách làm này đã được tổ chức quốc tế đánh giá cao. Công tác giảm nghèo không thể thiếu việc khuyến khích hỗ trợ cộng đồng, nắm bắt các kiến thức về sản xuất hay chế biến sản phẩm. Việc lồng ghép nhiều nguồn lực trong xã hội sẽ giúp giám sát hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất đối với công tác giảm nghèo. Và đặc biệt, cách thức tổ chức của các dự án giảm nghèo thường đến tận nơi và gắn chặt với từng nhóm người dân. Tại hội thảo vai trò của chăn nuôi trong chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030 được tổ chức tại Hà Nội tháng 11 năm 2017, các chuyên gia đánh giá, không chỉ là xóa đói giảm nghèo, ngành chăn nuôi Việt Nam còn giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm thu nhập, cải thiện an ninh lương thực, dinh dưỡng và sức khỏe cho con người. Việt Nam đang thực hiện rất tốt các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi. Việt Nam không chỉ phát triển chăn nuôi ở các trang trại lớn, mà còn hỗ trợ nông dân tăng tính cạnh tranh, phát triển dần dần để thoát nghèo. Việt Nam cũng đang có những động thái rất tích cực về phòng chống kháng sinh trong chăn nuôi. Chăn nuôi trong những năm qua thì đóng góp rất là quan trọng, giải quyết không những sinh kế cho hàng chục triệu hộ lao động, hộ nông dân của cả nước, mà còn đóng góp vào cái sự tăng trưởng chung của ngành, của nền kinh tế của nước ta. Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, có rất ít quốc gia đạt được kết quả thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững như Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có thu nhập trung bình và đã đạt được mục tiêu phát triển bền vững, gồm các mục tiêu liên quan đến xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, y tế, tăng trưởng kinh tế cũng đạt được những con số khả quan. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tập trung nhiều hơn nữa vào chất lượng của phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo rằng thành quả của quá trình này sẽ được phân bổ tới các đối tượng dân cư khác nhau. Tại cuộc họp của Hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2015 tại New York, Việt Nam và các nước đã thông qua nghị sự 2030 và 17 mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, ngành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc trực tiếp đạt được 10 mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp gián tiếp vào tất cả các mục tiêu phát triển bền vững khác. Thưa Tiến sĩ Ngô Thị Kim Cúc, như phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy rằng là Việt Nam đã có rất nhiều thành công trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Trong đó thì không thể không kể đến sự đóng góp của ngành chăn nuôi. Vậy bà nghĩ sao về vấn đề này ạ? Trong cái giai đoạn 2011 đến 2017 thì cái tăng trưởng bình quân của ngành chăn nuôi Việt Nam thì đạt xấp xỉ là 4,5 đến 5%. Thế trong đấy thì cái giá trị ngành chăn nuôi là chiếm 30,5 đến 32% cái giá trị trong cái ngành nông nghiệp. Thế bên cạnh đó thì chính phủ Việt Nam là luôn chủ động tham gia các hợp tác quốc tế cũng như là xây dựng các cái kế hoạch hành động để mà đạt được các mục tiêu phát triển và cam kết sẽ đáp ứng được mục tiêu phát triển về bền vững của toàn cầu năm 2013. Ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là Việt Nam là một trong những cái quốc gia mà đã đạt được và được ghi nhận là cái thành công trong cái việc thực hiện cái mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và cũng như là cái mục tiêu phát triển về bền vững.
ngành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc trực tiếp đạt được 8 mục tiêu phát triển bền vững, gồm các mục tiêu 1. Xóa nghèo, 2. Xóa đói, 3. Sức khỏe tốt, 5. Bình đẳng giới, 8. Nhiều việc làm và nền kinh tế phát triển tốt, 12. Sử dụng các nguồn tài nguyên một cách có trách nhiệm, 13. Hành động vì khí hậu, 15. Sử dụng đất bền vững và đóng góp gián tiếp vào tất cả các mục tiêu phát triển bền vững khác. Chúng ta đã nói rằng là ngành chăn nuôi đóng một cái vai trò quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Trong đó thì chúng ta đã thực hiện được 10 trong số 17 các mục tiêu này đúng không ạ? Vậy thì cái sự đóng góp cụ thể của ngành chăn nuôi là như thế nào? Bà có thể lý giải rõ hơn về vấn đề này ạ? Cụ thể nổi bật nhất là chăn nuôi đã đóng góp vào cái nền kinh tế quốc dân và cái hộ gia đình là rất là mạnh. Ở đây cái kim ngạch xuất khẩu của từ cái ngành chăn nuôi là tăng cao từ xấp xỉ là 150 triệu đô năm 2010 mà đã tăng lên đến 350 triệu đô năm 2015. Thứ hai là chăn nuôi cung cấp cái sinh kế bền vững và cái công bằng. Ở đây như là lao động gia đình liên quan đến cái sản xuất chăn nuôi là đạt 1,9 trang trại trên 8,2 tháng trên một người trên một năm và đạt 2,1 hộ gia đình trên 8,5 tháng trên một người trên một năm. Và bên cạnh đấy là vai trò rất là quan trọng đối với của ngành chăn nuôi, đấy là tăng cái tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các hoạt động chăn nuôi mà có an toàn sinh học. Cuối cùng quan trọng nhất đấy là cải thiện cái hệ sinh thái cũng như là giảm cái ô nhiễm vào môi trường. Thì cái sản lượng sữa tăng được đến 5,3% và cái hiệu quả khí metan giảm được 3,6% nếu như mà sử dụng thức ăn mà dùng cái ngô ủ 50% là có voi. Và hơn thế nữa thì toàn quốc gia Việt Nam thì đã có 465.370 cái công trình khí an toàn sinh học là được sử dụng. Đấy gì và đấy là những cái đóng góp rất là lớn. Dạ vâng. Việc thúc đẩy sinh kế cho các hộ nông dân nghèo là một trong những cái giải pháp mà giúp tạo tiền đề để phát triển chăn nuôi bền vững. Vậy thì trong cái quá trình chúng ta triển khai cái giải pháp này thì đã gặp những thuận lợi khó khăn gì thưa bà? Cái thuận lợi thứ nhất đấy, phải kể đến đấy là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về các cấp các ngành trong cái việc thúc đẩy cái sinh kế cho các hộ nông dân nghèo cũng như là các chủ trương chính sách đầu tư hỗ trợ của nhà nước từ trung ương đến địa phương rất là đồng bộ. Cái thứ hai nữa là về khoa học kỹ thuật thì ngày càng phát triển. Cái đây là cái khâu then chốt. Và đời sống từ đó thì làm giúp tăng lên được cái đời sống của người dân và cũng giúp cho cái nhận thức của người dân nâng cao. Do đó là cái việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong chăn nuôi thì ngày càng một là phát triển. Và thứ ba, gần đây thì cái đầu tư rất là lớn và ồ ạt của các doanh nghiệp vào chăn nuôi, lĩnh vực chăn nuôi. Kéo theo là cái người dân được hưởng lợi khi mà hợp tác đầu tư cùng với lại các doanh nghiệp. Và cái thứ tư mà phải kể đến đấy là cái sự đa dạng về cái tiềm năng sinh học, tiềm năng của các giống bản địa của chúng ta cũng góp phần tích cực vào cái sự phát triển của các sản phẩm vật nuôi mang tính chất là đặc thù của từng vùng miền. Đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa còn có rất là nhiều những cái giống vật nuôi đặc hữu mà có cái giá trị kinh tế rất là cao. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì trong cái quá trình mà thực hiện thì chúng ta cũng vẫn có một số những cái khó khăn tồn tại. Chúng ta còn quá phụ thuộc vào các nguyên liệu đầu vào để nhập khẩu như là thức ăn rồi là con giống, còn quá là phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Và giá cả thị trường thì biến động mạnh, điều kiện thiên tai khí hậu càng ngày càng khắc nghiệt. Trước cái xu thế mà hội nhập toàn cầu hóa thì cái áp lực cạnh tranh lớn thì khiến cho là các sản phẩm chăn nuôi là tạo ra là không tiêu thụ được hoặc là không đáp ứng được các điều kiện ngày càng khắc nghiệt đối với lại những cái thị trường của trên thế giới cũng như là thị trường chất lượng cao của nội địa của chúng ta. Và thứ tư là người nông dân thì còn chăn nuôi nhiều theo phong trào nhỏ lẻ, không có quy hoạch và không có cái quản lý chặt chẽ về mặt chất lượng cũng như là con giống, nguồn gốc. Và cái công nghệ chế biến giết mổ thì cũng chủ yếu là thủ công. Thế và đây cũng là một cái hạn chế và thiếu cái điều kiện vệ sinh về an toàn thực phẩm. Và cũng góp phần làm giảm cái giá trị gia tăng của cái sản phẩm chăn nuôi. Và cuối cùng ở đây là tôi cũng phải kể đến, đấy là cái công tác dự báo thị trường cũng như là cái công tác xúc tiến thị trường của chúng ta còn yếu. Thế và thiếu cái tính liên kết giữa các cái khâu sản xuất và cái thị trường tiêu thụ. Vâng, thưa quý vị, bảo vệ tài nguyên nước, nước sạch và vệ sinh, bảo vệ tài nguyên đất, sử dụng đất bền vững cũng là những mục tiêu quan trọng mà ngành chăn nuôi Việt Nam đang hướng tới. Nếu năm 2014 Việt Nam chỉ có hơn 43.000 hecta canh tác nuôi trồng hữu cơ, thì đến nay con số này đã tăng lên gần gấp đôi là hơn 76.000 hecta. Tốc độ này được đánh giá là khá nhanh và cho thấy một xu hướng làm nông nghiệp xanh vì sức khỏe cộng đồng, vì môi trường. Đặt trong bối cảnh mức độ ô nhiễm môi trường nông nghiệp đang ở mức báo động như hiện nay, thì đây là một hướng đi cần thiết cho Việt Nam.
Nếu đầu những năm 90, Việt Nam mới chỉ có một số nhóm hộ nông dân ở 7 tỉnh tham gia các dự án sản xuất hữu cơ với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, thì đến nay đã có các hợp tác xã, doanh nghiệp lớn đầu tư. Trang trại TH đã là trang trại chăn nuôi bò sữa hữu cơ có quy mô lớn được tổ chức chứng nhận quốc tế Control Union của Hà Lan chứng nhận. Hiện diện tích chuyển đổi sản xuất hữu cơ và diện tích đã có chứng nhận hữu cơ châu Âu và Mỹ của doanh nghiệp này lên tới 430 ha. Đây là một xu hướng tất yếu khi hiện nay thế giới đã phát triển đến giai đoạn hữu cơ 3.0. Việt Nam hiện đang có một số mô hình đạt được trình độ phát triển này như trang trại TH, và nếu chính phủ Việt Nam có chính sách đột phá thì tôi nghĩ đây là một thế mạnh của Việt Nam. Theo Hiệp hội Hữu cơ, hiện nhiều địa phương đã thực hiện quy hoạch đất đai cho phát triển nông nghiệp hữu cơ. Trong đó, đáng chú ý là Tây Ninh có 1.500 ha, Sóc Trăng 10.000 ha. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất đai là một công việc không đơn giản nếu không có nguồn lực. Đầu tư chuyển đổi vì cái đất đai của chúng ta qua hơn 50 năm mà chúng ta bón quá nhiều phân hóa học làm cho cái nó đất đai ô nhiễm, không bị ô nhiễm. Chúng ta cần phải có thời gian và cần có điều kiện để chúng ta cải tạo cái đất này. Vì thế cái chi phí trong những năm đầu là rất lớn. Chúng tôi cũng đang xây dựng một cái đề án phát triển cái nông nghiệp hữu cơ cho giai đoạn 2018-2025. Bên cạnh đó thì trong các cái nghị định và đề án thì chúng tôi cũng tham mưu chính phủ là có các cái chính sách là để khuyến khích các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và nhóm hộ là đầu tư vào cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đồng thời cũng tham mưu về các cái giải pháp về vấn đề là chứng nhận các sản phẩm hữu cơ. Vâng, thưa bà, theo đánh giá của bà thì hiện nay mức độ đầu tư cho nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam như thế nào ạ? Nông nghiệp hữu cơ thì đang là một cái xu hướng trên thế giới. Thế ở Việt Nam ấy, của chúng ta thì là một trong 170 cái quốc gia có cái mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Từ năm 2007 cho đến năm 2015 thì cái diện tích canh tác và nuôi trồng hữu cơ trên cái cả nước của chúng ta là tăng gấp 6 lần và nhanh hơn so với cái trung bình của thế giới. Thì hiện nay cả nước chúng ta là ghi nhận là có 33 tỉnh trên 63 tỉnh thành sở hữu các mô hình trồng trọt chăn nuôi theo cái hướng hữu cơ. Thế và đối với lại chăn nuôi thì điển hình là có cái tập đoàn TH cũng đang áp dụng cái tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế của Mỹ. Thế hiện nay thì Việt Nam chúng ta đang đương đầu với những thách thức rất là lớn do cái tình trạng sử dụng thuốc trừ sâu, rồi chất kích thích, rồi chất tăng trưởng, rồi hóa chất độc hại trong sản xuất, cùng với đó là cái tình trạng ô nhiễm môi trường. Như vậy thì với việc đầu tư phát triển nền nông nghiệp hữu cơ sạch, ở đây là đảm bảo an toàn thực phẩm để cung cấp được cái thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu, thì đây nó là một cái xu thế mà hội nhập mà Việt Nam chúng ta đang phải hướng tới và làm một cái nhu cầu tất yếu để mà có thể là chúng ta đáp ứng được hài hòa cái nhu cầu phát triển kinh tế, môi trường và xã hội. Thì nông nghiệp hữu cơ sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cấp bách về cái lương thực an toàn thực phẩm và cái nhu cầu xuất khẩu để tăng cái giá trị sử dụng đất đai và nâng cao cái thu nhập cho người dân. Với những cái lợi ích mà cái việc đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ mang lại như bà vừa phân tích thì có lẽ rằng là nó cũng đã tác động đến cái việc mà Việt Nam hoàn thành các cái mục tiêu phát triển bền vững như đã cam kết với lại Liên Hợp Quốc, đúng không thưa bà? Để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, bền vững cái nông nghiệp công nghệ cao thì chúng ta cần có những cái giải pháp rất là phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đặc biệt là tập trung vào 4 cái lĩnh vực chính như sau. Thứ nhất, cần có chính sách phù hợp cho đầu tư và phát triển cái chăn nuôi công nghệ cao. Thứ hai nữa là phải lựa chọn cái sự phát triển sản phẩm chăn nuôi phù hợp với lại từng vùng miền để khai thác có cái tiềm năng giống vật nuôi cũng như là cây thức ăn thực sự là cái lợi thế của vùng miền. Thứ ba là cần tập trung cái công nghệ cao phù hợp trong cái khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi mà được sản xuất ra. Thứ tư nữa là cần phải đẩy mạnh cái công tác nghiên cứu ứng dụng các cái công nghệ cao đấy và triển khai vào trong cái sản xuất để làm sao nâng cao cái hiệu quả trong chăn nuôi. Và cái thứ năm thì cũng rất là quan trọng, đấy là cần nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng cái mối liên kết giữa cái bốn nhà một cách chặt chẽ, đó là nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà chăn nuôi.
Thưa quý vị, Việt Nam hiện mới chỉ có 25 mô hình sản xuất nông nghiệp được công nhận là ứng dụng công nghệ cao, còn quá ít ỏi đối với một quốc gia có tới gần 25 triệu dân làm nông nghiệp. Với mục tiêu xây dựng ngành chăn nuôi phát triển, tạo sinh kế bền vững cho người dân, thì nhiều địa phương hiện nay đã hình thành khu vực nuôi trọng điểm theo quy mô hàng hóa, chất lượng cao, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi để tăng năng suất cũng như đáp ứng được nhu cầu bảo vệ môi trường xung quanh. Một quy trình kiểm dịch ngặt nghèo, bao gồm 16 bước khử trùng trước khi vào trang trại, như đo nhiệt độ cơ thể, đi qua vòi phun hóa chất, tắm, thay quần áo bảo hộ và không có ngoại lệ. Mục đích đầu tiên ngăn ngừa, con gà không có bệnh. Không có bệnh, chúng ta sẽ không phải dùng thuốc. Và không phải dùng thuốc thì quả trứng sẽ sạch. Vốn đầu tư nhà máy là gần 800 tỷ đồng. Mỗi năm theo kế hoạch sẽ cho ra 175 triệu quả trứng sạch hướng tới xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Đây cũng là mô hình hạt nhân để chuyển giao công nghệ và xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Phú Thọ. Như cái mô hình này thì chúng ta có giống Hai Lai của Mỹ. Thế rồi thì các cái bản quyền chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản và các cái công nghệ khác từ Israel. Trong cái dài hạn hơn thì những mô hình này khi được nhân rộng thì chúng ta có thể đặt vấn đề là nội địa hóa, và Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã có những cái chương trình quốc gia, những cái cách thức hỗ trợ cụ thể. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hy vọng những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả sẽ lan tỏa cách làm tới nông dân. Vì tương lai của nông nghiệp Việt Nam là phải sản xuất hướng tới thị trường ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp lớn đóng vai trò nòng cốt. Doanh nghiệp mới có điều kiện tiềm lực để tập trung vào khoa học công nghệ, tập trung vào tổ chức sản xuất và đặc biệt là tập trung vào phân phối lưu thông cái sản phẩm. Doanh nghiệp mới biết bán hàng ở đâu. Nhưng ngược trở lại, chức năng thứ hai của doanh nghiệp hiện nay Việt Nam là phải thêm một cái chức năng nữa là phối hợp liên kết cùng với nông dân dưới dạng các cái tổ chức phù hợp của họ. Theo chuyên gia, chăn nuôi công nghệ cao là giải pháp hiệu quả để phát triển nông nghiệp bền vững trong xu thế hội nhập. Qua đó cũng góp phần tích cực trong chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Thưa bà, hoạt động nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ chính sách thì có vai trò như thế nào trong việc giúp các hệ thống sản xuất chăn nuôi có quy mô vừa và nhỏ trong khu vực trở thành các cái hệ thống lương thực năng động hiệu quả hơn ạ? Việc cải thiện hệ thống chăn nuôi nhỏ và vừa thì có thể giúp đáp ứng được 17 cái mục tiêu của cái chiến lược phát triển bền vững. Thì các cái hoạt động nghiên cứu và phát triển và hỗ trợ của chính sách và cái nhiều cái hệ thống sản xuất chăn nuôi nhỏ và vừa đấy thì có thể là chuyển thành cái hệ thống lương thực rất là năng động và hiệu quả và linh hoạt. Thế nó mở ra một cái cơ hội rất là đặc biệt, quan trọng cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên. Thì cụ thể là các hoạt động nghiên cứu phát triển đấy thì sẽ giúp cho cái hệ thống sản xuất chăn nuôi nhỏ và vừa tập trung được cái nguồn nhân lực sẵn có, nâng cao được cái năng lực của từng cá nhân về cái nhận thức, về cái chế biến sản phẩm, công tác thị trường như thế nào. Từ đó nâng cao được cái giá trị sản phẩm và phát triển bền vững trong cái chăn nuôi. Và tạo được cái công ăn việc làm cho phụ nữ và cho thanh niên. Thứ hai nữa là các chính sách về đất đai, rồi tín dụng, rồi cũng như là khuyến nông, về đào tạo tập huấn và phát triển thị trường, như là tiêu thụ sản phẩm, thì cũng là sẽ giúp cho cái hệ thống sản xuất chăn nuôi nhỏ và vừa có cái vốn và cũng có cái nguồn lực hỗ trợ để mà tồn tại và phát triển trước cái áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ cái xu thế của toàn cầu. Dạ vâng ạ. Thưa bà, là bà có thể kể một cái ví dụ cụ thể nào trong cái việc cái sự hỗ trợ chính sách để có thể chuyển đổi những cái mô hình chăn nuôi ở quy mô nhỏ và vừa trở thành những cái mô hình tập trung phát triển năng động và hiệu quả hơn được không ạ? Ở đây thì với lại viện chăn nuôi của chúng tôi thì cũng có rất là nhiều những cái chương trình để mà hỗ trợ bà con nông dân thông qua cái công tác là chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Có nhiều những cái dự án, đặc biệt là những cái dự án khuyến nông. Đấy thì bên cạnh cái tạo được công ăn việc làm cho người phụ nữ đấy, lao động mà dư thừa của địa phương, thì còn đưa ra được những cái mô hình trình diễn và rất nhiều những cái chương trình khuyến nông của chúng tôi. Các quý vị cũng đã xem Gà Đồi Yên Thế, đấy là một cái ví dụ rất là điển hình. Đấy, để chúng tôi chuyển đổi cái cơ cấu, cái hệ thống chăn nuôi từ quy mô vừa và nhỏ sang cái quy mô lớn và chăn nuôi, đặc biệt là rất là có hiệu quả. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng rất nhiều cái chương trình khuyến nông,
cũng như là các chương trình, các đề tài dự án mà chúng tôi đưa vào trong sản xuất để dần dần chuyển đổi quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ của người dân sang cái chăn nuôi mang tính chất hàng hóa, và dần dần là sản xuất theo xu hướng là sản xuất thực phẩm theo chuỗi, an toàn thực phẩm. Trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, chúng ta đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Sau đây là phần tổng hợp những khuyến nghị từ các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong chăn nuôi. Để đưa tầm nhìn về một nền nông nghiệp, một ngành chăn nuôi bền vững, chúng ta cần đưa ra kế hoạch tập trung vào đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, đem tới cơ hội bình đẳng về giáo dục và y tế, bình đẳng giới và việc làm sẽ giúp chúng ta phân bổ lại nguồn lực, vốn, công nghệ cho những vùng sâu, vùng xa. Chúng ta cũng cần phải đưa ra lộ trình thực hiện và các mục tiêu rất chi tiết, từ đó giải quyết vấn đề một cách triệt để. Việc cải thiện các hệ thống chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp có thể giúp chúng ta đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đã đặt ra. Hoạt động nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ chính sách có thể giúp các hệ thống sản xuất chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ của khu vực chuyển đổi thành các hệ thống lương thực năng động, hiệu quả và thích ứng tốt hơn. Chúng ta cần củng cố sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, hiệp hội, các tổ chức chính phủ và các phương tiện truyền thông tạo nên xã hội dân sự và các doanh nghiệp chăn nuôi thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Chúng ta phải lựa chọn những chính sách nông nghiệp lấy người dân làm trung tâm, những chính sách bền vững hơn giúp tăng thu nhập của người nông dân, giảm bất bình đẳng xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn và an ninh lương thực. Chúng tôi đã học được ở Việt Nam về những cách thức cũng như tiến bộ của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi phát triển sản xuất. Hy vọng sẽ cùng Việt Nam hợp lực để tối đa hóa đóng góp của ngành chăn nuôi cho chương trình nghị sự 2030. Thưa tiến sĩ Ngô Thị Kim Cúc, trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi thì chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ như thế nào từ phía các tổ chức quốc tế ạ? Rất là nhiều những cái tổ chức quốc tế như là Liên Hợp Quốc, rồi FAO, rồi IRI, rồi UNDP, rồi JICA, cũng như là CIRAD, ASEAN đã hỗ trợ chúng ta thực hiện rất là nhiều về các cái chương trình, dự án, đề tài, khoa học công nghệ để hỗ trợ phát triển chăn nuôi và xây dựng cái chính sách trong chăn nuôi. Cái sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, của các tổ chức đã góp phần phát triển cái ngành chăn nuôi của Việt Nam và đóng góp lớn vào cái việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Cái sự hỗ trợ các tổ chức quốc tế để Việt Nam có thể hoàn thành các mục tiêu này là như thế nào? Bà có thể nêu một ví dụ cụ thể được không ạ? Cụ thể như là FAO thì ở đây cũng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều trong cái chương trình bảo tồn nguồn gen vật nuôi. Thì đây là một trong những cái nguồn gen quý rất là quan trọng để mà khai thác có hiệu quả cái tiềm năng của Việt Nam. Cái lợi thế, đây nó là một cái lợi thế của chúng ta, là chúng ta là một trong các 15 cái nước được đánh giá là có cái đa dạng sinh học cao của trên thế giới. Và chúng ta cũng là một trong 105 nước mà thực hiện được cái chương trình bảo tồn nguồn gen của FAO và tham gia rất là đều đặn những cái hội nghị của FAO về cái bảo tồn nguồn gen vật nuôi toàn cầu. Thế bên cạnh đấy là các tổ chức như IRI thì cũng giúp chúng ta rất là nhiều trong cái công tác, đặc biệt là những cái nghiên cứu ở những cái vùng núi cao, những cái nghiên cứu ở những cái vùng xa để làm sao tạo ra công ăn việc làm cho phụ nữ, nâng cao cái thu nhập và sinh kế cho những cái hộ nông dân nghèo ở những cái vùng miền núi xa xôi, những cái vùng mà thu nhập thấp. Thế một số những cái tổ chức như là tổ chức JICA, ASEAN, rồi là CIRAD cũng có đóng góp rất là nhiều, tôi cũng không thể kể ra hết được ở đây. Vâng, có thể nói rằng là sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như vậy đã góp phần không nhỏ giúp Việt Nam hoàn thành được những cái mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi. Và bên cạnh đó thì chắc chắn là phải đến từ sự nỗ lực của chính ngành chăn nuôi, cái sự thay đổi, sự ứng dụng những cái khoa học công nghệ cũng như thay đổi về chính sách và thay đổi cả về chất lượng nguồn nhân lực trong những năm vừa qua nữa. Vậy thì để tiếp tục hoàn thành những cái mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi thì chúng ta có những kế hoạch như thế nào cho năm 2018 và những năm tiếp theo thưa bà? Thủ tướng Chính phủ thì đã ra cái quyết định số 622 là về cái ban hành cái kế hoạch hành động quốc gia về cái thực hiện chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Trong đấy là có 17 cái mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Thì cụ thể là có 9 cái mục tiêu mà liên quan đến cái ngành chăn nuôi. Đấy là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, cung ứng sản phẩm cho cái vùng nghèo, vùng khó khăn, đa dạng hóa sản phẩm và chế biến sản phẩm sẵn có của địa phương, khai thác cái tiềm năng sẵn có của địa phương, thúc đẩy tái cơ cấu của ngành nông nghiệp về theo cái hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, hoàn thiện các chính sách phát triển về nông nghiệp, quy hoạch
sản xuất lương thực thực phẩm an toàn trong cả nước. Và thứ tư là đến năm 2030 thì đảm bảo xuất khẩu lương thực thực phẩm bền vững. Đến năm 2030 thì phải giảm đáng kể cái thiệt hại về kinh tế trực tiếp do thiên tai, là thúc đẩy phát triển cái mô hình tăng kinh tế sinh thái trên cả nước, đặc biệt là trên các vùng mà đất thoái hóa bạc màu. Vâng, thưa quý vị, qua những chia sẻ của tiến sĩ Ngô Thị Kim Phúc thì có thể thấy ngành chăn nuôi là ngành phát triển khá bền vững và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong những năm gần đây. Mặc dù trong quá trình xây dựng quy trình chăn nuôi hữu cơ, phát triển sản xuất theo chuỗi, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và chăn nuôi theo Việt Gáp còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tin rằng trong thời gian tới, ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong mục tiêu phát triển bền vững, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm thu nhập, cải thiện an ninh lương thực, dinh dưỡng và sức khỏe cho con người. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Ngô Thị Kim Cúc đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị. Và thưa quý vị, chương trình sẽ tiếp tục với phần điểm báo quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi. Trang Nikkei của Nhật Bản đưa tin, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam đạt 53,4 điểm trong tháng 1 năm 2018, là con số cao nhất trong vòng 10 tháng qua. Điều này cho thấy sự phát triển vững chắc của ngành sản xuất tại Việt Nam. Theo một số chuyên gia nước ngoài, việc các nước thành viên ấn định thời điểm ký hiệp định CPTPP sẽ mang tới nhiều khả năng ngành sản xuất tại Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa trong năm nay. Trang Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 8,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017, tăng 18,5% so với năm 2016. Đây là số liệu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. Theo đó, xuất khẩu tôm tăng trưởng 20%, đạt hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của tôm Việt Nam, trừ Mỹ, đều tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, thị trường Trung Quốc, châu Âu và Hàn Quốc tăng lần lượt là 60%, 42% và 33%. Bên cạnh đó, trong năm 2017, xuất khẩu các sản phẩm thủy hải sản chế biến cũng tăng trưởng ấn tượng. Trang Vietjo của Nhật Bản trích dẫn thống kê vừa được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố về số lao động nước ngoài đang làm việc tại quốc gia này. Theo đó, số lượng lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tính đến hết tháng 10 năm 2017 đã đạt hơn 240.000 người, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số các lao động nước ngoài tại Nhật Bản, lao động Việt Nam hiện xếp thứ 2 chỉ sau Trung Quốc, nhưng về tốc độ tăng trưởng thì đứng ở vị trí số 1. Việt Nam, điểm đến của các startup nước ngoài là tiêu đề một bài bình luận trên trang The Star của Malaysia. Việt Nam đã trở thành một địa điểm lý tưởng để khởi nghiệp, không chỉ đối với những người Việt trẻ tuổi trở về từ nước ngoài mà còn cho cả người nước ngoài, nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây. Việt Nam có nhiều chính sách giúp tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, ví dụ như tạo điều kiện cho một loạt các hoạt động hỗ trợ, đào tạo, cố vấn, ươm tạo doanh nghiệp. Hơn nữa, Việt Nam có các chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chính phủ Việt Nam cũng cam kết xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh. Trang Asia Việt Nam của Nga đăng bài viết với tiêu đề Bãi biển Vũng Tàu đã thay áo, sạch sẽ và an toàn. Theo trang này, bãi sau tại thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở miền Nam Việt Nam đã thay đổi rõ rệt nhờ nỗ lực của chính quyền địa phương trong 2 năm qua. Khách du lịch trở lại bãi sau lần đầu tiên sau vài năm không thể nhận ra nơi này. Trước đây, rác thải ở khắp nơi, người bán rong thì trèo kéo khách. Giờ đây, những hiện tượng đó không còn nữa. Trang Asia Việt Nam bình luận, bãi sau hiện tại có thể tự hào với vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Vẻ đẹp làm ngạc nhiên cả nhiều người dân địa phương. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV Fargo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.